tàu chiến Mỹ vào vị trí, Tổng thống Biden cam kết bảo vệ Israel trước Iran. Lãnh đạo Mỹ đã cam kết bảo vệ Israel và chuẩn bị triển khai lực lượng quân sự để hỗ trợ nước đồng minh Trung Đông. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 2 tháng 8. Phó Tổng thống Kamala Harris đang là ứng viên Tổng thống Mỹ, cũng có mặt và lắng nghe, theo AFP. Tàu khu trục USS Roosevelt di chuyển cạnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại khu vực hoạt động của hạm đội 5 Mỹ, Vịnh Ả Rập, Biển Đỏ, Vịnh Oman và một phần Ấn Độ Dương. Hôm 13 tháng 7 trong cuộc gọi, Tổng thống Biden nhấn mạnh nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông và cam kết bảo vệ an ninh của Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran cùng các nhóm Hamas, Hezbollah và Houthi. Cuộc gọi diễn ra sau khi Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy quân sự Fusuker của Hezbollah tại Liban và sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Hani tại Iran. Hamas đã tố cáo Israel đứng sau vụ ám sát và cùng đồng minh Iran tuyên bố sẽ đáp trả, trong khi Israel không bình luận. Tổng thống thảo luận nỗ lực nhằm hỗ trợ việc phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, và gồm các đợt triển khai quân sự phòng thủ mới của Mỹ, Nhà Trắng cho hay. Chính quyền Mỹ tin rằng Iran sẽ tấn công Israel trong vài ngày tới nhằm đáp trả vụ ám sát ông Hani ngay tại thủ đô Tehran hôm 31/7. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ không kích của Israel tại Beirut và cảnh báo về một chiến dịch mở trên toàn bộ các mặt trận. Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ dự đoán đòn đáp trả của Iran sẽ có công thức như vụ tấn công hôm 13 tháng 4 nhưng có thể có quy mô lớn hơn và phối hợp với Hezbollah. Hồi đầu tháng 4, Israel không kích khu đại sứ quán Iran tại Syria khiến nhiều người thiệt mạng, gồm hai vị chỉ huy cấp tướng. Iran phóng tên lửa đáp trả về phía lãnh thổ Israel hôm 13 tháng 4, gây một số thiệt hại. Chính quyền Mỹ được cho là lo ngại khó có thể huy động liên minh quốc tế hỗ trợ phòng thủ Israel như trong vụ việc ngày 13/4, bởi vụ ám sát ông Hani nằm trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel, vốn gây nhiều sự phản đối về phía Tel Aviv trên khắp khu vực. Giới chức Mỹ dự đoán cần vài ngày để Iran và các nhóm ủy nhiệm phối hợp chuẩn bị đáp trả. Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đang chuẩn bị phòng thủ, gồm những vũ khí, chiến hạm tại vùng Vịnh, Đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Trang Inet News đưa tin Mỹ đã triển khai ít nhất 12 tàu chiến tại Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, các tàu đổ bộ cùng hơn 4.000 binh sĩ thủy quân lục chiến và hải quân. Các tàu khu trục đã vào vị trí tại Vịnh Ả Rập và Đông Địa Trung Hải.